nên chúng ta sẽ tiến hành sửa cái bo máy lạnh LG lỗi CH21, đúng chưa? Thì về lý thuyết mà FOC là gì đấy thì thầy đã hướng dẫn các bạn hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ sửa chữa nó ha các bạn, sửa chữa nó. Rồi bây giờ đầu tiên là các bạn lấy cái bo đầu lạnh ra, các bạn kiểm tra chạm chập được trước đi đã, rồi các bạn hãy tiếp tục. Bo đuôi nóng, bo đuôi nóng. Rồi các bạn để bo đầu lạnh qua bên trước đi đã. Rồi trên tiếp. Rồi bắt đầu thôi. Giấy cô An, giấy gì đó. Chúng ta sẽ hướng dẫn các bạn sửa từ từ một cái bo máy lạnh LG lỗi CH21. Tuy nhiên các bạn muốn hiểu, các bạn muốn sửa được máy thì các bạn cần phải lắng nghe tư duy về trừu tượng chút xíu. Chứ nhiều khi á các bạn muốn sửa máy được mà các bạn vô các bạn hỏi banh bệnh không, thầy không có trả lời đâu, tại vì đâu không thể nào hướng dẫn cho một người ngay cái ông trọ này mà nó gọi điện thoại nó hỏi cho thầy kêu nhắn vô trên, nhắn lên vô nội bộ đi, không hỏi đi hỏi từ được đâu, phải biết sao nghiệp kia nhiều quá cả ngàn đứa, mỗi đứa chỉ cần một gì xác suất thống kê thôi, một ngày chừng 30 đứa hỏi thôi, thầy hết mẻ thời gian rồi, đúng không? Cho nên là có gì nhắn lên những nội bộ trước, khi nào nhóm video giải quyết không được thì mới tới thầy. Có những cái banh gọi là banh khó thì cái bánh nhân đã thầy hướng dẫn tiếp, chứ cái gì mà cũng nhắn lên cho thầy, cái gì cũng gọi điện thoại cho thầy thì nhiều thầy không có thời gian, các bạn thông cảm, đúng không? Rồi vậy thì chúng ta sẽ tiến hành cho bạn này sẽ gỡ cái bo ra, ok, gỡ cái bo ra, chúng ta sẽ xem coi CH21 nó nằm ở đâu, giờ chúng ta sửa về cái gì. Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành sửa về cái lô bo này ha. Bữa thì đem lại là bị cảm biến bị sẻ sai đúng không? Về ráp vô thì nó vẫn vậy, không phải là gì mà nó bị hư cảm biến, cho nên là sau đây về ráp vô thì nó báo lỗi chết công suất hay gì đó, đúng không? Okay. Báo CH21. Tuy nhiên để nhận dạng ra bên bệnh thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách nhận dạng bên bệnh, ok chưa? Rồi các bạn gỡ đi, chúng ta sẽ có cái con cảm biến của LG bữa Thiên chưa đưa kìa, đây là cái cảm biến ở đây nè, em lấy cái bo này nè, đó lấy xuống, rồi lấy cảm biến qua đây, bạn coi mã lỗi đúng không? Rồi bạn cứ coi mã lỗi CH21 nói về gì? Máy nén biến tần chạy dòng cao. Máy nén biến tần chạy dòng cao đúng không? Rồi chúng ta sẽ thử nha. CH22 nó cũng như vậy. Cái này IC công suất đó thì các bạn coi mã lỗi đúng không? Một số bạn xin thầy mã lỗi trên xin thầy mã lỗi đúng không? Thầy nói là trên mạng thiếu gì cần chi xin thầy. Nói xin thầy cái bản mà chép ra lỗi hư đâu, cái đó phải đi học chứ. Các bạn phải thông cảm chứ, đâu có cái nào cũng là có thể chia sẻ được. Hôm nay chúng ta sẽ sửa thử một cái bo LG cho học trò tự tay làm. Thầy dạy là thầy cho học trò tự tay làm. An xuống dưới xách cái xô nước nhỏ này, kia là cái nước lau sàn á, lau thầy có coi sau đi rít chịch lăn ăn. Đi chút thầy cho con 755. Mấy đứa đợt này làm biến quá không chịu vệ sinh, cỡ ra cẩn thận nha, ngày mai chia lại vệ sinh đi Kiệt ơi, Kiệt nay dơ lắm Kiệt nha Kiệt, chút nữa hợp mấy bạn lại chia lại vệ sinh đi ha, dơ nè, đi rít dịch nè, đúng không? Lúc trước là mỗi bạn vệ sinh một buổi sáng, mỗi bạn sẽ chia vệ sinh lau sàn, lau cái lấy cái cây lau đẩy cái sàn cho sạch sẽ này, nó về dơ rồi nè ha, lao lẹ mà cho anh em nhiều khi cũng ra là cộng đồng mà chung, mà người chung tay miếng thì nó sẽ sạch sẽ cái chỗ học của chúng ta, đúng không các bạn? Rồi ok, chúng ta chờ mấy bạn tháo ra. Rồi các bạn đo kiểm tra chậm chạp trước đi, đây là cái thao tác cơ bản đầu tiên đó ha, kiểm tra chậm chạp trước. Chào mấy bạn vô xem like nha, chào bạn Trần Minh Hải nha. Ok, đây thầy đang hướng dẫn cho các bạn đang tập sửa dần để sau này về quê có cái sửa luôn. Rồi chưa? Rồi bạn đo chạm chạp trước ha. Đầu tiên để đo thì các bạn đo chạm chạp thì bạn đo gì? Cộng IC công suất đúng không? Bạn đo IC công suất có chạm chạp không? Bạn nói nghe không phanh IC công suất chạp luôn. Rồi các bạn có thể đo cái IC công suất ha. Ok. Đây chúng ta phóng lớn cho các bạn xem. Đó, bạn nó đang đo. Đấy, bạn nó đang đo đây. Đang đo kiểm tra IC công suất. Đây là cái phương pháp kiểm tra của mấy bạn thợ sửa bằng mạch. Kiểm tra chơi cho vui có lợi thôi, chứ là kiểm tra xác suất chập IC công suất thì chỉ ít thôi chứ không có nhiều đâu. Cái vấn đề mà chạm IC công suất á, mà cái vấn đề mà B cộng với lại OVW và N trừ với OVW mà chạm chập á, thì nó số ít thôi, chứ nó không phải cái gì nó cũng có đâu. Và đa phần IC công suất nó hư á, thì nó nhiều cái để hư lắm chứ không phải là riêng một cái đường đó đâu các bạn. Cho nên là các bạn đừng bớt có cái suy nghĩ mà IC công suất mà hư mà đo chạm chập đi, tại vì nó diễn là một phần ít thôi. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành để kiểm tra cầu diode có không? cầu diode kiểm tra chưa? Chúng ta kiểm tra luôn cái cầu diode, chúng ta lướt sơn ngang cầu diode. Đấy, hôm nay các bạn sẽ được chứng kiến học trò sẽ thầy sẽ hướng dẫn cho học trò thầy sửa cái bo đúng đàng hoàng, chứ không phải là ở đây học lý thuyết không có, học là phải đúng đàng hoàng. Không phải chỉ có một cái lý thuyết suông đâu. Châm vào nó có keo á, châm xe con lên hai con cầu. Rồi hai con cầu như vậy bạn phải phân tích coi tại sao có hai con cầu. Lao chỗ này nè An, đưa cây đây thầy đẩy được rồi, để đi không được đâu. Bạn nào né thì nó đưa cái cây qua. Bạn bên đây làm đi, bạn này chỉ cần né qua cái nó đưa cây qua cho thầy được. Là coi chừng nước nha, khô không? Đây, thầy đẩy cái cho nó dính qua mấy bạn. Cái bạn thời kỳ đó có cái bạn nằm ngủ đây, hôm qua không có ngủ đây. Rồi được rồi. Rồi các bạn sau thời gian các bạn kiểm tra xong chưa? Rồi khi mà các bạn kiểm tra xong rồi thì các bạn sẽ kết nối vào đầu và đuôi lại với nhau nha. Cầm nó về, cầm lên trên, cầm nó về. Rồi xong chưa? Thầy Hang đưa hướng dẫn cho học trò sửa cái bo LG bị hư. Đấy. Thì khi mà các bạn kiểm tra thì các bạn kiểm tra cầu diode cộng trừ. Lên. Rồi xong chưa? Kiểm tra xong chưa? Em đo gì? Nói thầy nghe thầy hướng dẫn thêm. 5V với mát hả? Ừ, thường nó về trăm ôm thôi. 5V với mát. Ok. Rồi thử xem. Bao nhiêu đấy? Vài trăm ôm là đúng. Đổi ngược chiều que lại, nó cũng thì nó sẽ không có lên vài trăm ôm mà nó lên hàng chục ký hoặc ký. Đó, ok chưa? Đó, nếu như mà đo 5V 0V mà bằng mình đo hai lần đo luôn mà nó đều có mười mấy ôm hoặc là trăm ôm là thôi không được rồi, công ty xử lý nó có sự cố. Không phải là công ty xử lý nha, mình phải nói chính xác mà cái đường cái chỗ 5V nó đang bị hư. Có thể là một số cái kéo cho 5V bị kéo tụt xuống, ví dụ như con IC nhớ nó chập. Đó, IC reset nó chập. Những cái gì mà xài 5V mà bị chậm thì nó đều kéo nguồn 5V đi xuống, chứ không riêng gì con vi xử lý. Thì chúng ta phải có một cái kết luận như vậy, chứ không phải là cứ mỗi lần 5V bị chậm, 5V bị tụt mát là con vi xử lý bị hư, không phải nha. Cái thằng nào xài 5V thì thằng đó bị hư. Rồi xong chưa? Sau quá trình kiểm tra ok rồi, bây giờ chúng ta kết nối vào đầu và đuôi lại nhau ha. Chắc chắn chứ? Rồi, chắc chắn. Chúng ta sẽ kết nối vào đầu và đuôi lại nhau. Đây, cái vào đầu đây. Vào đầu này không cần quạt đâu, quạt nó quạt AC 2 dây. Cũng không cần quạt. Rồi các bạn kết nối vào đầu và đuôi là có chừng đứt cái sợi dây cũng ra nha. Cái sợi dây này một cho nên bữa hình như từ nói hay gì phải không ta? Rồi chúng ta sẽ kết nối vào đầu được. Các bạn vô xem like, chia sẻ, comment ủng hộ nha. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn sửa chính xác một cái bệnh của một cái bo. Chúng ta sẽ nhận diện khi nào là hư cái này, khi nào là hư cái kia. Đây là cái quan trọng nhất trong vấn đề học sửa bo mạch, đó là nhận dạng banh bình, chứ không phải là sửa theo kiểu sửa mò, thay con này thay con kia, thay tùm lum, không được đâu, không cách nào. Hôm nay chúng ta sẽ học cách nhận dạng banh bệnh. Nhận dạng, hôm nay chúng ta sẽ nhận dạng coi con nào chết, con nào hư. Chúng ta phải có lý luận, và khi mà chúng ta hiểu được lý luận chúng ta mới có được tư duy, mà có tư duy thì chúng ta mới sửa được cái bo một cách chính xác. Sửa theo phương pháp sửa mòn ngày xưa không có được đâu, tại vì bây giờ linh kiện trên cái bo nó nhiều lắm, không thể nào mà sửa mò được. Nó không có đen thì cứ đen vô số 1. Đen số 1 nè. Đúng rồi. Bạn cặp như vậy thì bạn liệu rằng khi mà bạn cặp như vậy thì khi nó chạy lên có nẹt không? Mình phải kẹp là cái mình phải hiểu rằng nó phải chắc chắn. Đúng chưa? Chứ còn khi mà mình kẹp lỏng thì khi nó chạy lên nó tẹt thì nó sẽ chết nhiều con linh kiện khác. Đấy, các bạn khi mà các bạn lắp á, các bạn thấy như vừa rồi ông chú Tư, ông đi học ở bên cái bên cái ngã 6 ngã 7 gì đó thì không biết, nhưng mà ổng học sửa bo xong rồi về ổng kẹp inverter, ổng kẹp 3 pha, 2 pha đầu thì ổng kẹp cái dây lớn, cái pha thứ 3 rồi ổng kẹp bằng cái dây thử tín hiệu, cái dây có 2 kẹp có 6 mình có khúc dây giữa phải không, ổng kẹp đó rồi nó chạy được không? Sao chạy được? Cái dây đó cũng dây đó, dây tín hiệu mà chứ đâu phải dây chịu dòng điện đâu, nó chạy lên cúp lên báo lên báo nó hư. Thì nó ủa sao hư? Cái bo này mới thử chạy tốt xong hư. Xuống dưới ông kẹp 3 dây vậy á. 2 cái dây mà về lớn á, thì dài thiệt dài luôn, khoảng 2 mét á. Còn cái dây tín hiệu thì có khúc, ổng không có dây, ổng có 2 dây, ổng có. Tại vì ổng lấy con này được có 2 dây là cấp điện là LN thôi. Ổng lấy 2 dây, còn dây thứ 3 không có. Ổng lấy dây kia dẹp thôi. Cái dây tín hiệu đó ông kẹp vô, đâu chạy được, bị lệch pha rõ ràng. Tại cái dây nhỏ xíu đâu dẫn nổi dòng điện một máy 2 ngựa hoặc là ngựa. Cho nên các bạn thấy không? Cái vấn đề á mà các bạn phải hình dung câu chuyện. Giống như là các bạn đang mắc điện cái cục điện vô cái nhà mà bạn chơi rồi, cái dây cấp thấp điện cho bóng đèn về 5W rồi, nó chỉ cần mở điện lên cái là dây luộc liền, mình giảm tải liền. Cho nên là cái vấn đề mà cấp điện là phải chú ý dây kẹp phải cứng, cứng không có nghĩa là lấy con ốc xiết cho cái kẹp cá sấu nó mớp mỏ luôn, nó cũng vừa phải, nó vừa chạm vừa thì mình thấy nó vừa gì vừa chặt đai là được, chứ kêu mà dặn cho nó xây không được luôn thì nó mớp mẹ kịp cái xấu đó. Đây là cái phương pháp thôi, cũng không có gì, làm dần dần đền nhiều thì sẽ biết rồi chứ. Rồi ok, sau thời gian mà kết nối bao đầu bao đuôi lại rồi đó thì các bạn sẽ thử xem. Chúng ta đang hướng dẫn cho chúng ta sửa một cái bo máy lạnh LG, phương pháp nhận biết những con linh kiện nào hư trên cái bo. 2 cái bo mà để như vậy đó, thì nhớ lấy đồ kê lên nha. Sau này các bạn sẽ hối hận chết một cặp khiển. Đây nè, có cái đồ kê nè, đây nè, có đồ kê cho cái bo nè. Đó. Rồi cái tập dẹp đi nè, chút nữa làm xong rồi ghi. Đấy, cho nó chống chảy các bạn. Có đâu để hết trơn các bạn luôn. Đó, cái tập của bạn nào thì để xuống, chúng ta chút nữa cho mình ghi sao không? Đấy. Rồi quả C thì mà không cần đưa cái quạt đầu đây cho nó chống nè. Rồi. Nhấn cái quạt đuôi đưa đây luôn. Ê, cái quạt đầu nó đưa đây luôn. Tại cái bo LG này chúng ta xài quạt AC đầu nó không có hồi tiếp cho nên chúng ta cũng không cần cái quạt. Và cái bo đuôi của nó cũng không cần cái quạt luôn. Thì cuộn xeo phải gắn cuộn xeo vô. Cuộn xeo có kẹp đâu. Đấy, cái cuộn xeo đa năng. Các bạn không mua cái cuộn xeo đa năng này các bạn xài. Cái cuộn xeo đa năng có mấy chục ngàn không biết mua. Có một An đi học đem theo không An, cho mượn An. Cuộn này là đa năng đó hả? Cái cuộn xeo đa năng qua phòng thầy lấy An, biết là cho lấy không đây, trên bàn thầy. Bởi vì kẹp cũng bị chữ nữa là các bạn coi làm người ta làm, các bạn bắt chước làm theo là đây là cả rút ngắn được một cái quá trình đúng không? Người ta làm người ta bị qua rồi người ta mới làm lại, cho nên mình coi mình cũng rút ra một rút ngắn được cái quá trình mình học, rút ngắn được quá trình mình gì mình khỏi là làm ra bên bệnh. Xong chưa? Chắc không? Để cuộn xeo này khi mà bạn sửa nó khó khăn lắm, nó xúc tới xúc lùi. Đấy, xeo đang trên cái bàn đây nè, nắm đây nè. Trên bàn này nó có 2 sợi dây đó An thấy không? Rồi, hôm nay chúng ta sẽ hướng dẫn cho các bạn cách phát hiện quanh bệnh của một cái bo. Nó sẽ là như thế nào đúng chưa? Rồi các bạn xong hết chưa? Chắc chắn không? Rồi coi dưới coi nó có cái gì nữa không. Cái dây cảm biến thì gom gọn qua bên rồi, đây là cấp nguồn. Bạn cấp nguồn ở đâu? Đấy, khi mà đi học á, thì mới biết cách cấp nguồn này kia, chứ còn bình thường kêu đưa cái bo cấp nguồn đâu có không An? Ừ, đây nè, đây cuộc xe đa năng nó vậy nè, xuống dưới mua có mấy chục ngàn bạc không dám mua nữa thiệt. Mấy thì chưa nhiều, có mấy chục ngàn bạc không chịu mua rồi để thầy đó. Trời đất ơi. Rồi bỏ này ra đi nè, gắn vô xong. Làm chi thiệt với bạn, thiệt tình. Vì cái đồ nghề các bạn phải mua thì các bạn làm từ từ cái gì đâu. Làm việc 5 năm lấy vốn lại rồi sale có nhiêu tiền đâu. Làm 5 năm mới mua. Đấy. Nay nó mua chục cục để dành nè. Nó nói là bảo đảm bao đó đời con luôn cũng chưa xài hết. Cho cũng An. Nữa bởi vậy thấy hỏi rồi, sơ hở là xin rồi. Sơ hở là xin liền luôn, bây giờ An giấu thấy bà luôn. Kẹp vậy chắc không? Mình suy nghĩ coi dòng điện lớn mà kẹp. Các bạn có thấy là để thầy kể cho mấy bạn nghe cái câu chuyện nè. Thời xưa thầy có một bạn tên là Thi, Nguyễn Đình Thi à. Nhà thơ thầy. Ừ, tên giống nhà thơ mà nó không có làm thơ. Hai thằng đều học chung Đại học Bách Khoa, hai thằng đều ở chung cái nhà, ở chung cái hội đồng hương Ngọc Lũ ở bên quận 8. Thì thầy không có liên quan đến hội đồng hương, nhưng mà bạn Thi đó là có người nhà trong hội đồng hương, vì được vô đó ở không có đóng tiền, cái thầy cũng mon me nó, thầy xin nó ở ké, đóng không tiền, hồi xưa nghèo khổ với bà làm gì có tiền đâu, đóng nhà trọ, cái xin ở ké thì cũng đi làm đi học vậy. Cái lúc mà nó cái thầy học bài á, thầy thấy nó không học bài, thầy mới nói là sao thầy không học bài đi thi, nó nói là thôi đi làm nghề dạy nghề, không học. Có chừng hai thằng tôi đều đi thực tập, đi vô thực tập, cái ông giám, cái bắt đầu ông giám đốc, cái thằng giám đốc mới phân cho cái thằng mà xưởng á, dắt hai thằng xuống xưởng thực tập phải không, vô thấy cái motor 100 ngựa, rồi 100 ngựa cái ảnh lợi, cái ảnh siết ốc vô, ảnh lấy cái mỏ lết, ảnh siết con ốc một cái rồi xong, đúng không? Rồi thằng kỹ thuật chấm ảnh 3 điểm, biết rồi từ thầy nói cho nghe, xong đó thầy siết á, thì siết con ốc xong ở đó nó có nguyên cái búa tạ bằng bù lon, nguyên cái búa tạ cao su, để cái mỏ lết vô siết, dặn cho cái con ốc con mỏ lết cứng lại, lấy cái búa đóng. Biết làm gì không? Khi mà motor 100 mã lực mà nó chạy lên bằng siết bằng cái mỏ lết thì sẽ sinh ra lửa điện ở cái dây và cái con tán bắt vô cái motor. Cho nên tới đó người ta mới để cái búa cao su, để chi? Để đóng cho con ốc phải cực cứng, không được bung, giống như cái vụ này nè. Hiểu được câu chuyện chưa? Em bé mà càng lớn người ta không siết bằng tay được, mà thậm chí là đóng bằng máy luôn, hoặc là sao đóng chết luôn nếu như chỗ đó không có tháo ráp, người ta sẽ hàn luôn. Còn không hiểu câu chuyện rồi đó, như vậy đó. Vừa học vừa làm nổi không? Không đâu, làm đi còn bị chữ thấy mẹ nè, ở đó vừa học vừa làm, không có chuyện đó đâu đó. Ông thầy cũng chữ rồi, giờ nhớ rồi à, thì ra là phải nhân ở đây nè, vậy nha. Về nhà mà lỏng 3 pha chết đi xem sức thì đáng chịu. Cái đó là sau này cái đó mình sẽ trả giá bằng tiền mặt. Đúng không? Rồi xong chưa? Bây giờ mới kêu coi cứng chưa, muộn mẹ đâu. Rồi chưa? Mở nha. Không phải, cái đó là máy lớn thôi, cái của mình lấy tôi dít xiết là ngon rồi. Cái của mình nó có nhiêu ba. Cho nên là cẩn thận nha. Đây là một cái bài học thí dụ điển hình. Cho nên giờ nó về quê nó mở quán cà phê luôn rồi. Có một thời gian rồi, mới đây thì tốt nghiệp đại học xong rồi đi phụ bán quán cơm chai. Nói ủa sao vậy? Giờ học nổi đi tu luôn. Quán cơm chai thời gian rồi về quê giờ mở quán cà phê rồi. Các bạn thấy không? Cái sự học là nó phản ánh cái sự nghiệp luôn đó. Được chưa? Mở điện chưa? Tắt điện chưa? Cắp đâu? Cắp điện đâu? Em cắp 2 dây đâu? Nè nè, nó cắp điện rồi nè. Cắp điện. Đó, giờ cái đó mà mở cái lên là có cái tay. Nó cắp điện rồi đó. Hay không? Mai cũng tay nữa đó. Cắp đầu Phan, coi cắp đầu. Rồi cắp đầu. Rồi cắp đầu. Thấy chưa? Bạn thấy rõ chưa? Những cái bạn mới á, tôi nói học lý thuyết mà học mua video mà học, mà mua sách mà học, cắp đâu điện đâu. Không biết cắp luôn á, đừng có nói chuyện chơi. Bậy luôn. Ủa? Thấy rõ chưa các bạn? Các bạn thấy rõ chưa? Ở đó mà học online sao học online nổi? Khi mà cái bo người ta đem tới cho mình á, là người ta giật cái dây cấp nguồn ra để cho nó gọn, đúng không? Hoặc là cái dây cấp nguồn người ta nó âm ở trong trường xong ra nó quấn bằng keo rồi nó cứng quá, người ta làm biến gỡ, mà có hai cái rác người ta giật cho lẹ, phải không? Bậy rồi, chán bậy rồi. Bạn sai luôn rồi, bạn đụng cái đó là bạn sai rồi. Đó, cắp điện không mà cũng không biết, không rành nữa thì chết luôn. Đây nè, chúng ta xem nè, đây cái lý giải nè. Khi mà các bạn muốn cắp điện các bạn xem nè. Đây, chúng ta thử xem nha. Đây, muốn cắp điện nè. Rồi chúng ta sẽ bôi cái này đi nè. Bôi này đi ha, cho nó gọn. Rồi, ok, chúng ta bôi đi nè. Rồi chúng ta xem nè, các bạn thơi ngay trong cái vấn đề mà cấp điện bo đầu lạnh nè. Phải chưa? Cái chạm có phải là cái chạm là cấp điện xuống bo đuôi không? 3 giây. Phải không? Cái chạm nè, bo đầu thì nó sẽ vô điện đúng không? nhưng mà có một line của nó sẽ chạy thẳng xuống chân số 2 đi xuống như bo đuôi, đúng không? Cái line còn lại nó sẽ chạy vô cái delay, đúng chưa? Như vậy bạn cắp điện vô cái này, điện vô bo đâu, rồi này đang hở mà. Vì chúng ta sẽ cắp điện vô đây, rồi xong rồi á, đây nè, đây là nguồn xích chinh luôn cho vi xử lý nè, thì đây nó chạy vô vi xử lý nè, đây nó chạy ngay chỗ này vô nè, đó, đúng không? Chúng ta cắp vô thì nguồn xích chinh nó chạy, nó nuôi vi xử lý thì xử lý nó mới đóng vô là đây xuống bò đuôi chứ. Rồi tự nhiên cắp điện vô cái chạm sao có điện, cái chạm đóng muốn đóng điện xuống cho bò đuôi phải chờ cái relay bò đậu đóng chứ. Đó, mình thấy hình dung cái câu chuyện vậy á. Cho nên là cái bo người ta nè, đây là cái cầu chì nè, đây cái cầu chì nè, người ta phải cắp điện đây nè, với đây nè, thấy chưa? Bởi vậy các bạn thấy không, qua quá trình các bạn làm các bạn phản ánh được là những cái mà mình chưa hiểu hết, chứ đâu phải là cái vấn đề đơn giản là nói mấy cái video về nói cái vấn đề cấp nguồn không còn dân an, mà khi mà hỏi nhóm Zalo nội bộ thì nhóm Zalo nội bộ không có ai trả lời, chết luôn. Cái này mà vô nhóm Zalo nội bộ nó hỏi là nó chửi đó. Cho nên học thầy tại sao mà ông thầy phải cho làm để chi, để bước khởi đầu cho nó. Bây giờ á, cấp điện không biết cấp, ông đừng có học lý thuyết làm gì á. Khi mà chúng ta học lý thuyết á là đã không biết làm rồi, mà thêm một cái mà chưa cho làm luôn thì làm sao nó biết làm? Rồi xong chưa? Chắc không? Chúng ta mở nguồn nha, đúng chưa? Cái này tạm thời nè, em lấy đồ cắt này đi, kìm cắt đâu, rồi xong chưa? Rồi rút cái này ra, lấy cái này ra ngoài để cho nó gọn nè. Đây cái này cũng quạt nè, đó, nhớ cắm lại nha, đừng cắm bậy bạ nha. Rồi thấy chữ fan không? Thấy chữ fan như đó không? Thấy cái chữ fan không? Đó, FAN đó, chữ quạt, cái fan là cái quạt đó, thấy chưa? Rồi chưa? Rồi cái rác này là rác để nạp chương trình bỏ qua bên nè. Rồi bây giờ muốn thử còn thiếu cái gì? Trời đất ơi, khi thử thiếu cái gì mới được chứ, chưa gì cái gắn vô chạy liền ở đâu ra. Đây nè, đó thấy chưa? Chưa gì cái đời cắm điện chạy, sao chạy được? Có con của khách rồi, để đây. Rồi chưa gì rồi chạy sao chạy? Rồi xong chưa? Bởi vậy làm đi, làm từ từ mới biết nhiều chứ. Cô ba có lý thuyết bước vào bước vẫn bán 10 triệu cho mấy bạn, thiệt ra chả làm mẹ gì hết. Cuộn xe hồi điện để qua bên nè, để qua đó đi. Rồi xong chưa? Chắc chắn chứ? Chắc chắn không? Thử nha, mở nguồn này, mở nguồn đấy, thử đi, nổi bùm cái là có vấn đề này. Rồi xong chưa? Trời chạy nè, bấm giờ chưa? Không chịu bấm giờ, ok bấm giờ ha, 11 giây ha, ngày cũng được á. Có tương lai làm công nhân nè. Đây. Rồi chưa? Rồi chúng ta thử xem bao nhiêu phút, bao nhiêu giây nó chạy. Thì nó chớp đó là chớp gì? Chớp dọc tiếp á, nó mà đứng luôn là mất dọc tiếp. Còn nó mà tắt luôn là mất nguồn, còn nó chớp vậy là nó đang đá lòng nhiều với bộ đầu. Ok, tao mày được. Đấy. Đá luôn nhau. Đúng không? Đấy cái đèn nó chớp. Đó, thấy không? Đó, nó chớp vậy đó. Rồi chúng ta chờ xem mà. Chút xíu đi, coi cái lốc nó chạy như thế nào chúng ta tính. Em đi cũng khoảng 3 phút không? Là tùy. Khi mà máy chưa mở lần nào hoặc là để lâu quá chưa mở thì có thể mở lên nó chạy liền. Mà có khi nó thì nó chờ 3 phút. Rồi chúng ta chờ xíu nha. Và chào bạn giúp xem like, chia sẻ, comment. Hôm nay thầy hướng dẫn cho các bạn cách phát hiện manh bệnh của một cái bo là như thế nào. Tuy nhiên các bạn xem các bạn phải có thời gian chút xíu để con cái luận giải cái hướng dẫn, chứ nhiều bạn vô xem nhanh quá, 3 giây sao biết được người ta hướng dẫn cái gì đó, thật sự mà nói vậy. Rồi chúng ta chờ xíu nó sẽ chạy. Cái line này là cái line đi qua cầu chì. Đúng rồi, bởi chị kêu vẽ vẽ mạch cũng vẽ. Giờ hỏi, thật ra những cái bạn nào không vẽ mạch mới hỏi câu này thôi. Học đó là phải siêng năng học. Ở đại học Bách Khoa có một cái phòng đèn không bao giờ tắt. Đó là phòng gì? Phòng 1 là phòng thư viện. Phòng thư viện nó ít lắm, nhưng mà cái phòng mà tụi ký túc xá sinh viên ngồi học là học ngày học đêm, đèn không bao giờ tắt luôn. Đó là những con người thực sự giỏi á. Chờ xíu đi, chưa tới giờ mấy phút rồi em? 2 phút. Chưa đâu. Gần chạy đó. Đó, hơi vậy đó. Hơi vậy đó. Nghe được không? Rồi nó chớp lỗi CH21 nè. Thấy rõ chưa? 1, 2, 3. Các bạn đếm mã lỗi, bọn đếm vậy nè. Nó sẽ có hai khoảng thời gian, ngưng nhiều và ngưng ít. Nhìn nha, thầy chỉ cho nè. Nó đếm đi xong đi. Rồi, nè, bắt đầu ngưng lâu rồi. 1 nè, 2 nè, ngưng ngắn nè, 1 nè, rồi. Ngưng lâu nè. 1 nè, 2 nè, ngưng ngắn nè. 1 nè, như vậy hiểu được chưa? 21. Là CH21. Hai nhanh một mình phải canh ra. Nó có hai cái khoảng thời gian ngừng, một cái khoảng thời gian ngừng rất dài, đó là khoảng thời gian chúng ta giống như chúng ta reset lại. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ đếm. Bắt đầu 21 rồi ngưng cái được khoảng thời gian ngắn, đó là hàng chục. Rồi xong rồi chớp lại nữa là đơn vị. Hình dung được câu vậy không? Chúng ta giống như có một khoảng thời gian dài, thời gian chúng ta reset lại cái phòng đếm. Bắt đầu chúng ta sẽ đếm gì? Bắt đầu đếm lại từ đầu. Cái chớp đầu là chớp hàng chục. Ví dụ chớp 2 lần đầu là mã 2, 3 lần đầu là mã 3. Rồi cái lần sau nữa bắt đầu nó cũng chớp 1 2 3 4 gì đó, hiểu không? 1 lần, 2 lần, 3 lần. Rồi coi như mình đó là hàng đơn vị. Đây chúng ta sẽ chia 2 lần nè, nhìn nè. Lâu nè, ngắn dài đúng không? Dài đúng không? 1 nè, 2 nè, là 2 rồi đó. 1 nè, đó 21. CH là giỏ đâu này. CH. Cái LG nó không có remote. Nó sẽ chớp như đây luôn. Không phải là cái bom máy lạnh nào nó cũng hiện như remote đâu. Nó sẽ có cái đèn led 7 đoạn nhưng mà tùy đời, cái đời này không có nè. Cái đời 32 rồi mới xíu thì nó có, nhưng mà cái đời này nó không có sao? Nhưng chúng ta cũng phải biết cách đếm mã lỗi. Được xem chưa? Ok, CH21 gì thì các bạn nói bây giờ điện máy nén vậy gì cao blum la đúng không các bạn? Đúng chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ sửa thử xem nó hư chỗ nào. Ok, như vậy nếu như bạn nói dòng điện máy nén chạy cao. Alo nghe. Alo. Alo. Anh để anh nhắn lên số này anh hỏi giùm em cái coi. Rồi coi tới làm tới chưa? Để em nhắn lên số điện thoại cho anh nhắn lên gọi anh hỏi giùm em nha. Ok. Rồi xem chưa? Ok. Như vậy thì chúng ta sửa chỗ nào? Đầu tiên thì các bạn phải lật cái bo lên trước. Chúng ta tắt điện đi. Chúng ta lật cái bo lên. Chúng ta sửa theo phương pháp chính xác nha. Thì chúng ta lật cái bo lên. Ok, chúng ta lật cái bo lên. Rồi. Rồi. Cái việc đầu tiên của bạn là làm cái gì? Cũng không biết làm cái gì phải không? Chúng ta không biết là C2 mắc 21 nó sẽ làm lỗi ở chỗ nào. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành từ từ, chúng ta sẽ sửa nó. Theo như nguyên lý thì các bạn đọc mã lỗi các bạn được cái gì? Lỗi gì? Quá dòng. IC công suất. Đúng không? Về khách nó sẽ phản biện liền luôn. Anh không có quá dòng IC công suất đâu, sorry, không có quá dòng máy nén đâu anh. Tại vì cái bo này em đưa cho anh sửa là em có cái bo khác em thay vô chạy rồi. Vậy là máy nén em không có quá vòng đâu, anh đừng có biện minh có quá vòng. Tại vì sao? Tại vì cái bo này em sửa là em để dành thôi, chứ cái bo em đã thay cái bo khác cho cái máy nó chạy rồi. Rồi các bạn làm sao? Đúng không? Khách hàng phản biện đúng mà. Khách hàng phản biện đúng mà. Kỳ cái máy đó là nó có cái bo nó thay cho khách chạy rồi. Cái bo này nó sửa để đi dành, để khi nào mà mai mốt một có khách thì nó đem lại nó thay cho lẹ, nó khỏi có chống thời gian sửa. Chết mẹ rồi, bây giờ không chạy được rồi. Không chạy được luôn rồi. Mà bây giờ á, khi mà các bạn sửa máy á, thì khi mà các bạn có một cái bo nào đó của khách hàng mang tới mà bị lỗi cảm biến, hoặc là lỗi nguồn xích chinh hay lỗi cái gì đó, ví dụ cái bo LG này nè, đúng không? Ví dụ cái bo LG này nè, nó bị lỗi nguồn đi, nó bị lỗi nguồn. Khi các bạn sửa nguồn xong rồi, các bạn gắn như cái máy nén chạy rồi, phải không? Cái máy nén nào mình đang thử chạy á, thì làm ơn gắn dán tờ giấy vô để chữ LG, để bi trì, phải không? Sau này chúng ta biết cái lốc đó thử LG, hiểu câu chuyện không? Thường thường là các bạn dở con cái á, là thử xong rồi mừng chạy rồi, mừng quá dao rồi mà tới mai mốt cái bo LG nhớ bữa thử không biết thử cái lốc nào. Phải không? Quỷ an chứ ai đâu đang chữ đó, chữ ai đâu, nãy tao biết luôn tao chữ đó nãy giờ, đúng không? Chạy đâu thoát, thấy chưa? Tại thấy tao chữ phát một chút ngay luôn, thử á, không có làm dấu lại. Ừ, cái bo cái lốc này thử cho cái LG, rồi mai mốt chúng ta gặp cái bo này, ừ cái lốc này bữa chạy chắc chắn chạy nè, thử nó không chạy là cái bo bị hư. Bây giờ á, lỡ mình lấy cái lốc khác mình gắn mà nó không hạp với cái bo LG, tức là nó không có đồng bộ với bo LG đó, mình thử cũng đâu có được. Như vậy rõ ràng cái hỏng cái hư không biết cái nào. Ủa, thằng hỏng thằng hư cũng không biết làm sao. Nó khác đời LG, thử chung block được. Có nhiều cái chúng ta thử đâu chạy. Đấy, chúng ta có cái lốc LG luôn. Đó. Cái lốc LG à. Có thiên thử. Đấy. Coi cái lốc LG có để bản không? Đấy. Rồi chào bạn Hậu đi. Đó, cho nên là các bạn không chịu coi. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta sửa chữa. Ok nha. Bây giờ các bạn nói là bây giờ bị quá vòng đúng không? Chắc quá vòng không? Bây giờ nếu mà quá vòng vậy tôi bỏ ba cái dây lóc ra tôi thử một ba bóng đèn. Giờ quá vòng không? Bóng đèn là mà quá vòng nữa là ăn đập nha. Thì cái bóng đèn nó có 5 quá rồi sao quá vòng được? Đúng chưa? Thí dụ nó có báo lỗi là lỗi pha là đúng. Tại vì sao? Tại thấp quá nó không chịu. Nhưng mà báo lỗi dòng là sai nha. Ok chưa? Như vậy thì bình thường các bạn học cái chuyên FO rồi, bình thường FO là bao nhiêu volt vậy bị xử lý? 5V. Ở 5V. Ok, 5V. Nhưng mà nếu như mà xảy ra quá dòng thì FO có tụt không? Tụt mà mình thấy được không? Vấn đề là thấy được không? Vậy tại sao không thấy được? Mình phải lý luận đàng hoàng. Cái lốc LG nó nằm đây nè, thầy xách ở đây mà. Quẹo đây nè, đâu đây nè, bên đây nữa nè. Dưới chân bên đó một đống lóc hồi nãy đó. Ngay bên đây nè, An kìa, ngay chỗ An bên đây nè, An bên tay phải. Không phải. Đúng rồi, đó, đây nè, có rồi nè. Đấy, như vậy của bạn xem thử xem. Rồi, ok, chúng ta thử nha. Chúng ta sẽ thay bằng bóng đèn thôi. Đấy. Rồi chúng ta sẽ gắn cho bóng đèn đây. Bóng đèn. Đầu tiên thì trước khi bóng đèn khoan để nguyên đi. Bây giờ đã học quay xem sức rồi đúng không? Giờ cái này chúng ta sẽ để qua bên nè. Rồi ok. Rồi. Chương nào chương FO? Chết mấy bạn rồi. Chết mấy bạn rồi. Chương nào chương FO? Con này không phải là BS, con này là IKCM15F60. À, thầy cho mã luôn rồi, khỏi dò mày, khỏi An Giang. Đấy, IKCM15F60. IKCM15F60. Đấy. F Sài Gòn, F 2 gạch. 14. Rồi chưa? 14 này. Thì đó, 114, 114. Rồi 6 đường lệnh. Rồi tới 15 thôi, FO, CN, Max. Nó có Egypt. Egypt là CN đó em. Đúng rồi. Chúng ta đang hướng dẫn cho học trò chúng ta cái mà phát hiện ra bên bệnh. Ở đây chúng ta dạy sữa bo mạch là chúng ta có luận giải, có lý giải. Nó khác hoàn toàn với những cái bạn thợ sữa bo mạch mà không có lý giải đâu. Để lý giải được thì người ta phải đạt có một trình độ, phải có trình độ, chứ không phải là chỉ con này hư, chỉ con kia hư mà không lý giải cho người ta được. Vậy thì học trò sẽ không hiểu được và sẽ sau này sẽ không tự làm được. Cái quan trọng nhất là dạy học trò hiểu được. Không phải là LG phải xài đời này con này đâu, mà LG nó xài nhiều con lắm. LG nó có thể xài con BS chứ nó không phải xài con IKCM0 đâu. Cho nên là cái vấn đề là chúng ta tỉ tùy biến, chứ không phải là nhất quyết là phải là LG là xài con IKCM, không phải đâu. Chúng nó thầy đâu đưa một cái bộ y chang vậy luôn, nhưng nó xài con khác, nó đâu xài con IK đâu. Cho nên chúng ta phải hiểu một cái mức độ rộng là cái bo LG. Hôm nay á, tôi ký hợp đồng được với công ty IKCM, công ty Infineon, là tôi mua được cái đợt này nó rẻ, thì tôi về tôi kêu kỹ sư tôi thiết kế cho cái coi xe công suất đó. Nhưng mà qua đợt sau thì tôi thấy cái thằng Mitsu nó bán rẻ hơn, thì tôi mua của thằng Mitsu, thì tôi thay đổi chút xíu là cái mạch. Vậy là tôi xài có hãng nào là tùy tôi xài, chứ không nhất thiết là cái bo LG phải là xài coi xe công suất loại này. Chúng ta phải hiểu rộng ra chút xíu. Chúng ta hiểu câu chuyện chưa? Chứ không phải là nhất quyết là cứ coi LG là xài coi xe công suất này là không phải đâu nha. Đó, rồi xong chưa? Xong chưa? Rồi bạn coi chuyên FO nằm đâu? Thầy đã hướng dẫn các bạn rồi, bớt coi sơ đồ lại chút xíu. Bây giờ chúng ta sẽ thử coi. Thầy đã nói rồi, để biết chuyên FO trên một cái bo công suất, còn trên một cái bo coi xe công suất thì phải làm sao? Đúng rồi. Thì mở nguồn lên, coi chừng nào là 5V thì nó chuyên FO, đúng chưa? Bạn cứ thử đi. Đầu tiên chúng ta nghe 3 đường bội áp, xong chưa? Tới 6 đường lệnh, rồi tới 15V là tới FO liền luôn. Rồi bắt đầu tới CN, rồi tới mát. Con này nó quá dễ, nó không có lằng nhằng như con BS đâu. Con BS thì sao? 3 lệnh trên 15V, 0V, 3 lệnh dưới, rồi tới 15V FO CN cảm biến nhiệt. Bạn thấy không, rắc rối không? Còn cái con này dễ lắm, 3 đường bồi áp, xong chưa? Xong 6 đường lệnh liền nhau luôn, 15V FO CN mát hết rồi. Bạn nào chưa nhớ thì ghi lại. Xong đấy, đơn giản dễ hiểu. Sáu lệnh, rồi tới 15V, rồi tới FO CN hết rồi. Con này đâu có nhiệt độ. Cuối cùng nếu có cái chân cuối cùng là chân nhiệt độ, nếu ngoài chân mát là chân nhiệt độ. Được chưa? Rồi bạn đo đi. Bạn đo cho tôi có 5V không? Bạn có thể dùng đồng hồ thường bạn đo. Hôm nay chúng ta sẽ, nó hơi dài cái bài LG, nhưng mà bài LG nó sẽ là khái niệm để cho các bạn hiểu được IC công suất sẽ hoạt động như thế nào. Ok, từ từ chúng ta sẽ tính. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đo chân FO 5V. Rồi các bạn có thể đo. Đây, chắc chắn nha. Tại vì mỗi cái chúng ta phải chờ 3 phút, cho nên chúng ta phải chắc chắn nha. Rồi kiếm mát đi. Mát thì dễ lắm, chọn ăn cực âm cũng trụ, hoặc là chọn như chỗ điện vệ sinh cũng được. Rồi một xem. Rồi chắc chắn chưa? Đứng chờ 5 phút nha. Đứng vậy luôn chứ, đúng rồi. 5 phút rồi. Đúng rồi, mở nguồn nè. Coi có gì chạm chạp không? Tại vì chúng ta lập cái bo lại thì có gì chạm chạp không? Có không? Chắc chưa? Chúng ta đang hướng dẫn cho chúng ta xác định chính xác một bệnh bệnh bằng phương pháp kỹ thuật cao. Xong chưa? Mở. Chờ đóng điện bo đuôi. Rồi thì ra giữ nguyên nha. Rồi chờ đi, đứng nguyên vậy đi, đừng thở. 3 phút 20 giây. là có 5 con 47. Rồi chúng ta chờ đi. Bài học này rất là hay, nó đáng giá cái chỗ là biết được đường volt gãy khúc của FO. Đường volt gãy khúc mà thầy hay nói trong cái nhóm volt gãy khúc. Đường von gãy khúc. Rồi chúng ta sẽ xem von gãy khúc là như thế nào. Chờ xíu. Đừng có nhích nha, đứng im vậy nha. Đứng im nha, đừng nhúc nhích nha, nhúc nhích là sai đó. Đứng im lên. Chúng ta chờ con gãy khúc thử xem. Đây là chúng ta đang tìm hiểu xung quanh chính xác. Đừng có nhích, mày nhích rồi đó. Đây các bạn đang coi số volt nó đang đứng đúng không? Đúng chưa? Đây là chân FO đúng không? Thử chờ chút xíu nha. Còn mấy phút nữa em? Chúng ta đang học đơn hướng dẫn cho học trò sửa chính xác chứ không sửa mò. Không hướng dẫn học trò chị sửa mò mẫm đâu. Sửa là phải chính xác. Các bạn vô xem là hay thì nhớ like cho thầy một like, chia sẻ cho bạn bè anh em cùng thợ cùng xem. Tại vì sửa bo thì chúng ta phải chờ nó chạy 3 phút 20 giây nó mới chạy, cho nên là các bạn thông cảm nha. Đấy, bạn nó đang tập trung đo. Đây là phương pháp để xác định một cái con xem xuất có chết hay là sống. Thử nha. Thử xem. Nhìn đi. Thấy gì chưa? Khoan, để đừng rút que lên. Rồi xong rồi đó. Rồi xuống đi. Bạn thấy FO nó nhảy không? Đây chính là von gãy khúc. Nếu mà con xem sức mà hoàn toàn sống thì cái von này nó không có nhảy đâu mà nó sẽ giữ nguyên. Khi xem sức nó chập như vậy các bạn hình dung là cái gì các bạn? Trong xem sức có nó 6 con quan học. Mỗi một con IGBT sẽ được một con quan học đóng, phải không? Một con quan học nó bao gồm 2 con trên con, con đóng dương, con đóng âm. Nhớ là bài học coi. Thầy nói lần nữa nhớ là bài học nha. Mỗi một con IGBT, trong con xe công suất nó có tổng cộng là 6 con IGBT. Mỗi một con IGBT nó sẽ có một con quan học để chịu trách nhiệm đóng ngắt. Trong một con quan học nó có 2 con transistor, một con đóng dương và một con đóng âm. Hình dung được chưa? Nếu như mà một con quan học mà bị chập con dương có nghĩa là khi nó đóng thì nó đóng được nhưng mà nó không đóng xuống mát được, như vậy con IGBT sẽ dẫn điện luôn. Như vậy dẫn điện luôn trên cùng một line. Ví dụ như pha U chúng ta có con trên và con dưới. Pha U nó sẽ còn một con IGBT trên, một con IGBT dưới. Nếu như một con bị dính thì tới lúc cái pha kia mà nó đóng tiếp thì nó sẽ chập. Cho nên nó chập trong cái lúc nó chạy, bình thường nó không chập, bà mẹ nó cắn. Hiểu được không? Sợ nhất là chạy trong lúc chập chứ không sợ chập trong lúc chạy. Nói chung hai thằng giống nhau mà. Hiểu không? Nó chạy lên nó mới chập. Cho nên nó chạy lên nó mới ngắt, còn bình thường nó không chập. Hình dung là câu chuyện chưa? Bây giờ bạn nói là ôi, về tôi gắn sai lóc. Gắn xe lóc thử bóng đèn. Đây, bóng đèn. Chúng ta có tiếp tục bóng đèn. Chúng ta sẽ gắn 3 bóng đèn vô. Như vậy thì đối với bóng đèn thì bạn đừng có nói là tôi bị quá dòng nha. Phải không? Rồi thử đi. Rồi, đứng tiếp. Đúng chưa? Đối với bóng đèn chúng ta, cái lốc của chúng ta thì có dài ôm cho đến dài chục ôm, phải không? Bóng đèn thì có dài ôm cho đến dài chục ôm. Còn cái bóng đèn 5W mà với điện áp 220 thì tự suy ra số ký của bóng đèn đi nha. Hiểu chỗ này không? Cho nên bóng đèn thì không có chuyện qua dòng được, tại bóng đèn có 5W thôi. Cái lốc thì 750W á, thì các bạn nói ừ quá dòng. Một ngựa là 750W, đúng là tính dân thợ chúng ta nói nha. Chứ thật sự ra một ngựa không phải là 750W đâu, mà nó là số lẻ nữa. Nó số lẻ, nhưng mà tại vì những thợ chúng ta thường thường nói nha, một ngựa cho nó lành, cho nó xong. Chứ một ngựa không phải là 750W nha các bạn nha. Chứ là 750W do thợ chúng ta nói cho nó tròn chẵn để dễ suy nghĩ thôi. Chứ là nó là số lẻ 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 gì đó, kệ đi, không quan tâm. Nhưng khi mà chúng ta thay cái lốc bằng bóng đèn thì đừng có nói việc quá dòng nha các bạn. Ok chưa? Tại bóng đèn chúng ta chỉ có nhiêu? Bóng đèn có 5W giấy chanh đó. Đó. Đấy, thằng Kiệt nó hay đùa với thằng An là nó đi chung, nó đi ăn quán cơm chai, ngoài tiệm cơm chai mà nó nhìn nhỏ kia, ê nhỏ kia có bóng đèn đó, nó nói vậy đó, tao cũng chả biết gì. Nhỏ đó không mua bóng đèn đâu mà nói nhỏ nó có bóng đèn. Là sao kìa? Rồi đo đi, mở điện chứ, trời đất ơi, trốn tránh. Mày đo đi, có người mở điện. Nãy giờ mở điện. Xuống dưới ngay cái tụ đó, ngang tụ. Nhìn con đây cái coi bóng đèn còn chớp không Kiệt? Coi bóng đèn còn chớp không? Chờ xíu cho hết. Còn không muốn xả nhanh thì lấy bóng này xả tụ, kệ đi chút xíu hết. Như vậy các bạn hiểu được cái volt gãy khúc là gì chưa? Nhưng mà khi mà nó ngắt lốc rồi á thì nó nhảy lên 5V đứng nha. Hiểu chỗ này không? Nó khi mà nó đề ba lên mà nó chập một cái thì sao? FO nó tụt xuống một cái, nhưng mà khi y xung sức không chạy thì sao? Nó dâng lên trở lại. Nó chạy trong lúc nó chập, trong lúc nó chạy. Rồi khi không chạy thì sao? Nó nhả ra, nó không chập. Đúng, cái này khó đó. Cái này khó đó. Hình dung cái khó chưa? Đo FO có 5V. Đừng tưởng là xem xương nó sống nha. Phải coi coi nó chạy nó có tụt xuống không. Nó chạy mà nó tụt xuống là nó coi xem sức sao, nó chập bên trong. Khi nó chạy nó mới chập. Còn chớp không? Thiệt không? Rồi ok mở nè. Rồi 5V. Ok. Ok chưa? Mở đèn sáng. Các bạn thấy đây mới là cái hay của cái người học nè. Đấy, dạy vậy mới là cái hay nè. Chứ còn kêu mà đo con xe công sức, trời ơi, ba pha cũng có chạm chập, ô vi đức có chạm chập không? Cái đó là trẻ sơ sinh. Cái đó dạy theo kiểu trẻ sơ sinh. Chạy bị tại vì nó bị con nữa à, nó phải chạy thêm nửa kia nữa chậm. Chính xác. Chừng nào nó bị hai con luôn, con trên con dưới mà nó mới chập. Bây giờ mới nó có nửa thôi. Hình dung được câu chuyện chưa? Cho nên thầy gọi đây là volt gãy khúc. Đấy, các bạn hiểu được cái phương pháp phân tích bệnh bệnh chưa? Thợ á, nó thấy vậy nó cũng không biết là xe, nó không biết kiểm tra, nhưng mà nó thay thử, nó thay đại thì chạy thôi. Chứ còn kêu mà tại sao nó không có biết mà thay vô mà không chạy nữa thì sao? Thì chết bị xử lý xong. Đó là thực tế là bây giờ nó là như vậy. Chuẩn bị mỏ hàng, đốt chì, keo xả mạch, sẽ chì nhả mạch nhanh nha. Cho thời gian 3 giây cho thằng Kiệt. Lẹ, chạy liền. Rồi chờ xem bóng đèn nó nhá nhá lên không nha. 3 phút chưa? Mấy phút rồi em? Ừ, ok, còn phút mấy nữa. Chúng ta chờ một xíu. Đây là phương pháp phân tích ban bệnh bậc cao. Nó sẽ ứng dụng cho mọi đời máy, kể cả máy giặt. Cái chân FO không bao giờ được tụt xuống dưới 3V. Nếu chân FO mà tụt xuống 3V là cỡ nào xe cũng sẽ bị ngắt đó. Tại vì nó bão qua dòng. Con hiểu được cái câu chuyện chưa? Hôm nay hiểu được câu chuyện về FO chưa? Đừng bao giờ nghĩ là khi nào FO tụt xuống 0V vi xử lý nó báo, không có đâu. Còn đâu FO mà nhiều nhấp nhã cái là bị liền, hiểu không? Chứ làm gì có cái chuyện mà cho FO tụt xuống hẳn không? Không có, đừng có mơ. Tụt xuống tới không là khi nào IC mà mở lên đi xem sức chập sẵn rồi thì có thể tụt về không. Còn không thôi không có chuyện đó. Cho nên các bạn đừng có mơ mà IC công suất chân FO về không đi xử lý mấy nhã nhấp này kia, không có đâu. Chỉ cần nhích một cái. Cho nên có một số cái banh bệnh mà chạy tăng tua lên một mức độ nào đó thì nó sẽ tự ngắt, ví dụ 5A tự ngắt và 6A tự ngắt, đó là chân FO bị trục giảm. Cho nên hầu như những cái banh mà chạy 4-5A mà ngắt là hầu như là IC công suất đang có vấn đề. Tức là một trong 6 con IPT có một con nó bị rò rỉ hay nói chung rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà hầu như là tập trung ở IC công suất. Nè, bóng đèn chứ có lóc đâu mà ngồi coi. Còn bên máy. Thấy chưa? Rồi đắt đi. Bạn thấy chưa? Hình dung nãy giờ nó chờ lóc chạy. Rồi nghe rồi, nghe này nói quên luôn. Nhìn được chưa? Hiểu được chưa? Bây giờ không thử không có cái tải luôn coi sao. Ok, nếu như tôi thử không tải mà nó tuột nữa thì các bạn tự có câu lại trả lời với mình ha. Rồi, nhảm đèn ra nè. Giật 3 sợi dây ta. Rồi, tiếp tục. Chà, có lý ha. Học hôm nay lý thú. Là chúng ta hiểu được cái trường FO không bao giờ là về vi xử lý 0V vi xử lý mới báo đâu nha. Mà trong khoảng khắc tức thời, tức là sao? Đang chạy 5V phải không? Tụt cái lên liền đúng không? Là vi xử lý sao? Ngắt liền. Nếu không ngắt thì sao? Bùm. Cháy gì nó nổ mẹ tét luôn chứ cháy gì. Hai con mà nó chạm 300V thì dòng điện tăng cao nó nổ tét con xem sức làm đôi luôn. Rồi đó đi. Bắt đầu nha, bấm giờ không? Được chưa? Được chưa? Mở. Đấy, hình dung ra câu chuyện thầy nói chứ. Bấm thì ta. Rồi, ok. Bạn nói là có tải không? Tôi để không tải luôn đó. Thật ra cái bóng đèn đã là phản biện là đúng rồi đó, bóng đèn á, thấy không? Nhưng mà giờ tôi không bóng đèn luôn. Cho nên đồng hồ LED nó có tác dụng sửa được những cái bàn cực kỳ chính xác. Hình dung được cái câu chuyện của đồng hồ LED chưa? Đồng hồ thường các bạn không kịp phản ứng với cái vôn gãy khúc. Tại sao? Nó diễn ra tích tắc trong vòng quá nhanh, đồng hồ thường là chụp không kịp. Đó là chúng ta coi không kịp. Mà đồng hồ cũng nhảy không kịp. Từ đo cái hồ kim. Hồ kim thấy nó đứng riêng luôn, nó không chạy gì hết rồi. Bởi vậy sửa máy mà kêu một cái bộ đồ nghề 5 triệu mà sửa máy hả? Được không? Bạn thấy không? Hôm nay các bạn hiểu được cái câu chuyện không? Người ta chỉ dù với bạn học thôi. Chả có cái nghề. Nếu như mà bạn đi bán xôi á, bạn đi bán cái thúng xôi mà 2-3 thứ xôi thì cái số tiền bạn đầu tư đã là hơn 5 triệu rồi. Mấy cái bà bán xôi mà gánh cái xôi mà có 2-3 thứ xôi là hơn 5 triệu tiền vốn rồi đó. Làm gì có cái chuyện mà 5 triệu mà đồ nghề sửa điện tử. Không có. Hỏi ngang coi nãy đầu tư được nhiêu rồi? Hơn 5 triệu chưa? Trời đất ơi, đừng có nói 5 triệu. Vài chục rồi đó mà còn chưa thấy gì kìa. Cho nên đừng có nói cái chuyện mà sửa điện tử, sửa bo mạch mà đầu tư 5 triệu. Nói nghe con, nói một cái mà Hàng Hải với Hàng Dương bên quận 8 nó cường thúi đầu luôn. Ổng làm sao mà có thể qua được Hàng Hải với Hàng Dương ở quận 8 với quận 7 sửa bo được. Phải công nhận điều đó đi, đừng có chối cãi được. Người ta sửa bo từ lúc mà cái máy mono nó mới ra đời, người ta sửa tới ngày hôm nay bao nhiêu năm rồi, mà sửa nổi tiếng ra cái miền Bắc luôn. Ổng làm sao có cơ đâu mà bàn không có bộ đồ nghề nào sửa mò mà 5 triệu hết trơn. Mấy cút rồi em? 2 cút. Chờ xíu á. Nhiều khi nói vậy giới trẻ nó ham quá, nó đi học như về thì nó lại dở mộng. Mấy chưa chờ xí đi. 43 hả? Chưa. Có chớp chưa, chớp lỗi chưa, chớp dữ chưa, điện chớp không? Đang chớp. Nó đứng nó chớp kiểu lỗi hay là giao tiếp? Chớp lỗi. Chớp lỗi hả? Tụt xuống 43. Không tải tụt. Không tải tụt ít không? Làm lại cái nè. Nó kêu tít 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 là nó chụp rồi đó. Làm lại cái nha, để cho cái đèn nó hết đi đã. Ngưng đi. Đang bình thường chụp rồi túm đầu nó. Rồi xong chưa? Hết chưa? Đèn tắt chưa? Đèn tắt chưa? Chiều đi ăn cơm mà lấy cái que đo đồng hồ đi làm đũa ăn cơm. Tắt chưa? Chưa cắm vô. Mày không chụp cái khối bam này mày dành đi, mày muốn cái đó hơn khối bam đó. Cái bo đó nó có hay con cái là điện trở nó có số. Nó hay có cái điện dẫn có số đó, còn cái của thầy là không có số đâu. Cái bo nó có số hết đó, mày nhìn mấy điện trở có số đó, không thấy hả? Tôi coi cái bo là coi điện trở có số không, cũng coi bao nhiêu được chưa? Mở nè, chưa mở rồi, nhìn thấy không? Nhìn thấy điện trở có số. Mẹ cái con điện trở dán mày coi trên làm gì thằng ngồi đấy, con điện trở trên có số đó, thấy chưa? Thì ta đó 46, 47 nha, nhớ nha. Nó mà tụt xuống là bị hư đó. Hình dung được cái cách mà chúng ta phát hiện bên bệnh chưa? Vậy sau này các bạn có phương pháp không để xác định xe công suất hư không? Làm sao? Chụp chân ép không? Cái cho mày chạy đi, chạy mày tụt xuống cái là biết mày hư. Thì đơn giản. Quá đơn giản không? Cái này có phải là sửa cao cấp hơn là cái việc mà đo con B cộng với UV đúp, trừ với UV đúp không? Cao cấp hơn nhiều. Tại vì sao? Chúng ta phát hiện luôn là khối quang học ở bên trong dạy xe IGBT bên trong có bị hư hay không. Đấy, rõ ràng là cao cấp chứ. Như vậy thầy hỏi mấy bạn, Oxylo có làm được chuyện này không? Oxylo có được làm gì này không? Một bạn trả lời tôi là không, một bạn trả lời tôi là được. Như vậy ai đúng ai sai? Như vậy ai đúng ai sai? Các bạn trên cộng đồng mạng có thể comment cho thầy thử coi. Oxylo có nghĩa là máy hiện sóng á. Máy hiện sóng có làm được việc này hay không? Được. Là tại sao được? Em thấy được con mắt thường không? Quan trọng là em thấy được con mắt thường không? Cái quan trọng là mình nhìn thấy được con mắt thường không à? Thí dụ cái đồng hồ led á thì nó chụp cho mình cái volt, nó đứng cái volt đó đi mà mình thấy được. Rồi xong nó nhảy lên 5V trở lại trong thời gian tích tắc. Phải chưa? Thí dụ ốc xi lô nó đang cái sóng nó đang 5V đúng không? Này 5V Tụt xuống cái lên liền. Em thấy nó tụt bao nhiêu không? Không thấy được. Liền giống như là không nó không thấy được. Nó tụt xuống cái trong vòng thời gian tích tắc micro giây, nano giây nó lên trở lại rồi, nó chạy luôn rồi. Cho nên là cái con mắt mình không thấy được. Như vậy chúng ta phải luyện con mắt thầy thiên. Như vậy thì có một bạn nói là được, nhưng mà lý giải không được luôn, mà thậm chí cũng không có lý giải. Có bạn nào nói được nữa không? Có bạn nào nói không được không? Như vậy nếu như bạn này nói không được, nhưng mà có ý định muốn silo không? Không thầy hỏi thiệt không? Trong suy nghĩ của mình, đừng có suy nghĩ đó thầy, mà trong thí dụ suy nghĩ của mình đi đầu tư đồ nghề, mình có đừng mua ép silo không? Đừng có theo ý của thầy, theo ý của mình đi đã. Có tiền em cũng mua. Có tiền cũng mua. Vậy em xài mục đích gì? Mục đích gì nữa? Bây chúng ta phải hỏi chính xác mục đích gì? Đo tần số hả? Tụt không? Đây nè. Thằng quỷ nó tụt số 2 mấy rồi, đụng nó cái. Phải không? Tụt 2 mấy rồi. Như vậy thì các bạn đã yên tâm rằng khi không có tải nó vẫn tụt. Như vậy có quá dòng máy nén không? Không. Máy nén đâu quá. Bởi tôi nói các bạn nghe, cái thằng hãng nó khôn lắm. Nó hư cái bo, nó không bao giờ nó hư bo bà mẹ nó, toàn nó hư cái khác không à. Hư máy nén. Hàng An chạy về đi thay mua qua hãng mua cái máy nén nó bán quốc cho 1.8 triệu cái máy nén về gắn vô y thinh rồi mà đứng nó khóc không luôn. Bữa nào các bạn muốn thằng An nó khóc tiếng miên á thì các bạn biết là bữa đó nó lỗ á. Đấy, bữa nào nó khóc tiếng miên thì các bạn nghe. Cái gì cũng thích là trách vứt gì đó, bạn biết là nó khóc ngộ lắm. Khóc không hiểu luôn á. Đó là khóc trên nỗi đau này vậy đó. Ok, hết. Giờ ra. Chúng ta thử xem trước. Hay thử nha, cho bạn thầy thử. Đây cho các bạn đang tìm hiểu mà. Cứ đây thử đi. Bắt đầu. Cái vít đâu rồi? Đèn xả ủ. Đèn xả ủ. Đây nè, đèn xả ủ nè. Rồi, chúng ta làm nhanh các bạn. Bo này thì nó dễ xả đúng không? Nhanh đi chúng ta còn cái bana 32 nữa ha. Đo lại cái cho chắc ha, nhiều khi chẹt không ăn á. Có đâm vậy, không bỏ đâu. Đây nè, ông dặn đâu vậy? Cái này dùng DC mà. Đúng rồi, DC mà. DC 300V. Cái môn nó tụt vậy là chỉ có thay xe công suất thôi thầy. Chuyên ép độ tụt hay công suất hả? Phan, chuyên ép mà tụt có thay xe công suất không? Chúng ta phải xét lại ba con tụt về áp. Một trong ba con tụt về áp mà nó bị rò, nó cũng làm tụt chuyên ép như thường. Chúng phải phân tích sơ đồ lại đi. Vậy là cái đồng hồ tụ nó phát huy trong tụ, đúng không? Nhưng mà trước tiên chúng ta đo ba con tụt về áp nó không chạm chập rồi ok. Đấy. Mà nếu chính xác nữa thì bạn phải dùng đồng hồ đo tụ, bạn đo cái tần số, cái số mi đủ không? Số mi không đủ nó cũng bị lệch pha, mà lệch pha cũng dẫn đến FOC bị tụt như thường. Bình thường nổ luôn á chứ, nó nổ luôn á. Rồi chưa? Mở miếng nhôm ra trước. Mở con cầu diode chưa? Bạn phải nhả cái con cầu diode ra, bạn mới lấy được cái miếng nhôm ra. Nhanh lấy chị nhả mạch nhanh. Nhả cầu diode ra mới lấy trụ mấy cái này. tay không thì chơi quả 60W. Vì không biết cái nào phải đặt cái nào đó. Bây giờ mình đặt cái nào đó. Cái đó là gì? Lấy dây điện mình làm được. Ừ. Này là dây cáp điện em lụm ngoài đường. Đồng dây đồng cỡ 200.8. Lại thấy mấy ông mình sửa điện là lại xem nào. To luôn. Thì nó cắt không có dụng nữa. Thẩm nó sửa điện ngoài trận sọn đây nè. Rồi nó gom về hết mà. Thì nó gom á, nhưng mà mình thấy nó dụng đó thì mình lấy. Nó rớt ra ngoài á, còn cái mặt đường nó cũng được. Khúc nhỏ nó không phải không? Đấy, khúc ruột nó cũng cỡ 5-6 lỗi. Cái dây này mẹ cái dây đồng chế đồng rồi đúng không? Vẫn lâu có không xài cũng không có dây điện đó. Cái nó chập nó em cho nó lạnh thôi. Sữa nó tám xị. Dù nó cắn đứt thôi chứ đâu có chập. Cắn ba tụ bảo vệ đứt dây điện nó không chập đâu. Xong chưa? Đấy, chúng ta chờ bạn gửi xem xét chút xíu nha. Đang nhả tới con cầu diode nha. Chúng ta phải ngưng chút xíu để cho nó đỡ tốn dung lượng và đỡ tốn thời gian các bạn xem. Chị nhả mặt đâu hai con luôn, phải nhả hai con lên mới đến được. Chưa chút nữa coi đi. Chưa làm kịp, tối giờ. Chưa làm kịp, nó chiều lấy đấy, khoảng 5 giờ. Nó 5 giờ đấy, nha. Tại vì chưa lâu mấy cái bo này chưa có kịp. Nói 5 giờ đi em nha. 5-7 hả? Sau khi nhả con cầu diode rồi bây giờ nhả tiếp con IC công suất nha. Tại vì thầy hãy ngưng để cho mấy bạn đỡ tốn thời gian coi, tại vì mấy bạn nhả nó sẽ hơi lâu. Đấy, còn nếu như bạn nào muốn xem mà trực tiếp mà không bị mất thời gian, các bạn có thể xem trực tiếp ở trên YouTube, ở trên live trực tiếp YouTube và live trực tiếp trên Facebook. Đó là những cái thời gian nó không bị ngưng. Còn nếu như các bạn xem video á, tại vì thời gian nó mấy bạn làm nó lâu cho nên là thầy phải ngưng lại như vậy, phải nó không phải là thầy cắt ghép mà thầy phải ngưng cái thời gian lại xong rồi quay tiếp, chứ không thôi thì nó sẽ tốn dung lượng và tốn cái thời gian các bạn ngồi xem nó lâu. Và nhiều khi sợ các bạn phải tua nữa, cho nên thầy phải ngưng lại. Nó theo ý kiến của một số bạn làm cái video cho nó ngắn lại, chứ còn nếu mà để nó thì nó lâu quá. Đấy, cho nên thầy hay ngưng lại. Đấy, đấy bạn đó đang nhả IC công suất ra. Xong chút xíu là thì các bạn sẽ thay IC công suất, chúng ta tạm thời mới ngưng xíu. Đó. Rồi, sau khi ấy IC công suất đã rồi rồi xong chưa? Chấm chỗ chưa? Chấm chảy chưa? Đẹp chưa? Phải coi IKCM đúng không? Phải đúng chưa? Thầy đâu có nhả của IC công suất đâu mà thầy còn biết số nữa đó. Đúng chưa? Phải coi cái mã số phải ICM không? Cái mã số IC công suất hả? Nó làm gì trên miếng dán trắng đó? Lật ngược cái mặt lại coi. Không có. Không có là sao? Thấy chưa? Thấy IKCM không? Nè. IGCM. Rồi. Đó, nhắn vô. 15F60. Thấy chưa? Rồi. Rồi, ok. Chúng ta gắn vô. Chúng ta hướng dẫn cho chúng ta xác định ban chính xác 100%. Coi cái lỗ của mình á, coi cái lỗ của mình coi nó thông, nó trống hết chưa? Trống nó tròn lỗ không? Nó có bị nhỏ lỗ không? Nó điều chân thì mới được. Chúng ta đang hướng dẫn cho học trò chúng ta sửa bằng chính xác, phát hiện lỗi chính xác. Cái con nãy đừng có bẻ chân bẻ cản nha, tại chúng ta đang cho mấy bạn tập thử nghiệm nha. Có gài luôn hả? Bạn phải đè cái con xe xuống cái nhựa xong rồi bạn hàng vô. Em ở đây luôn tuần ở ngày cuối tuần sáng đi về. Hồi đó đi làm thì có sáng đi chiều về. Mình các bạn hay hỏi là con nào hay hư để mua đúng không? Thì các bạn thấy chúng ta sửa máy con nào hay hư thì chúng ta mua để sẵn. Ví dụ như con chúng ta mỗi một mã thì chúng ta mua một hai con để sẵn. Tại vì những cái con mà các bạn thấy là những cái con hay hư, chứ đừng có mua những cái con mà trên mấy thằng mà bán hàng nó nói là những con này hay hư mua đi nha, rồi các bạn chết á. Tại vì ra sao những cái con không phải, những cái con nó bán không được thì nó giả bộ nó nói là con này hay hư, đụng phải mua là đụng để luôn á. Có những cái con mà mua không bao giờ thấy nó thay luôn, tại vì cái đời hàng nó đâu qua được luôn rồi, nó hiểu không? Rồi mua con đó xong rồi giống như là nó bán không có rẻ luôn, nó cứ tưởng mình tưởng đâu là cái con nó cần thiết lắm mà mua xong để luôn thấy mẹ luôn. Cho nên là các bạn cứ thấy ở đây nè, cái con gì hay hư đó thì các bạn về quê các bạn muốn mua điều thay, các bạn mua những cái con, các bạn ghi chép lại những cái con nào hay hư đó thì bạn ghi chép lại, đúng không? Chúng ta học nó thấy chứ đi đúng con gì nữa. Không, tại con nói IC nó rẻ mà người ta xài nhiều nữa mà dễ đi. Con này cho mấy hả rồi? Hả? Con IC thầy không có nắm phở cô. Mình mua một hai con thôi, để dành thôi. Để có mình ai liền. Phải liền chứ. Mình chờ mình ví dụ như chờ gửi hàng cũng một hai ngày chứ làm sao có liền. Để chúng ta đang chờ bạn thay IC công suất nha, chúng ta chờ xíu. Ví dụ gần thì nói gì, những bạn ở xa ví dụ như Cần Thơ, Đồng Tháp đồ mẹ chạy lấy hả? Chạy không đụng mà lè lử luôn, về khỏi sai luôn, nằm ngủ luôn. Đặt chứ nó cũng ít khi nào cũng trong ngày. Làm sao trong ngày được? Không có cái nào mà trong ngày kịp hết trơn á. Nó phải qua chậm trung gian, nó đâu có chở thẳng mình được đâu. Ví dụ như thầy mua hàng là giám vậy nè, cái khay nhựa này nè, nó làm đâu biết không? Của mình là 861 đúng không? Nó là số 287 chọn soạn. Rồi mà từ đó tới đây nếu đi ráp 30.000 bạc, nó ráp chở thẳng nó chở. Bà mẹ này nó chạy vậy đâu biết không? Nó chạy về trung tâm của nó ở bên Bình Dương này nè, trung tâm của nó ở Bình Dương mà, Dĩ An Bình Dương. Nó chạy về Bình Dương xong rồi Bình Dương cũng bắt đầu chuyển vô kho quận 7, kho quận 7 mới chạy ra đây mình. Mà thay vì ở đây thì chuyển qua kho quận 7 luôn đi, thì chuyển qua mình cũng có đây. Chạy về trung tâm của nó ở Dĩ An Bình Dương Xong vậy mình vô bắt đầu nó phân về khu vực kho quận 7, kho quận 7 rồi nó chở đây mình mẹ mất 2 ngày. Cái nào cũng vậy, nó cũng phải chạy về chỗ. Thì nó phải chạy về trung tâm trước, nó phân hàng, xong đấy. Giống như các bạn nói là đường mình ngập nước, sao gần sông mà nó không ra sông, đâu có, bạn sai lầm rồi. Nước của mình nước cống dân đúng không? Thì nó phải chạy về trung tâm xử lý nước. Rồi trung tâm xử lý nước rồi nó mới thải ra sông. Chứ nước mà sinh hoạt mà thải ra sông luôn, ô nhiễm sông mẹ, cho nên một số người mà người ta không có am tường vấn đề á, họ cứ nghĩ là mẹ nó gần sông, thay mẹ cây thông con đường chạy sông là chết đó, là không hả? Thế thì ai chả làm được đúng không? Bữa ăn nói thầy chứ thầy đâu biết đâu, nói thầy sao không làm chạy thẳng ra sông. Trời ơi, ánh sáng đủ chụp còn không thấy gì, tắt đèn mày, iPhone mày thần thánh quá. Má đèn sáng chụp còn không nổi đi, tắt đèn. Mày tính chơi tắt vợ của cô tắt tố hả? Tắt vợ tắt đèn. Xong chưa? Rồi chúng ta chờ xíu nữa. Câu chuyện đó là khi mà các bạn thay xem xuất xong rồi á, bây giờ gắn cầu diode vô thì nhớ đừng có gắn một hàng chặt quá. Lỡ khi mà chúng ta muốn thay, muốn cho mình là nhiều khi nha, nhiều khi một số bạn mới về quê làm thì có thể là thay thử. Chưa hiểu hay thay thử mà hàng mà xem xem sức rồi không nói. Thậm chí các bạn dở cái chỗ hàng xem sức, hàng cũng đừng chặt quá, hàng dính thôi. Đúng chưa? Cái chân OBD á cũng cũng vừa phải thôi. Hàng làm sao mà trong mình suy nghĩ á là chút giờ gỡ ra nó dễ. Chừng nào khi nó chạy rồi ok đúng không? Hàng chặt lại. Hiểu câu chuyện không? Nó còn cầu diode cũng vậy, vô hàng dính cục chuyện như đó thôi. Chút xíu đi. Đúng không? Lỡ mà có làm sao? Lấy ra nó cũng dễ. Lo mà hàng cứ ngắt xong rồi chết mẹ rồi, bây giờ ngồi gỡ thấy ông bà ông giải luôn, hàng cứ ngắt chết luôn đấy. Suy nghĩ kỹ đó, cái câu chuyện đó đi, làm qua càng làm nhiều chúng ta sẽ càng suy nghĩ được nhiều vấn đề, tốn thời gian không tốn thời gian cho mình đấy. Đây ví dụ bây giờ chúng ta hàng vô, nó hàng cục chi dính đó, dính chân được rồi, gắn ốc vô giữ lại cho nó trước. Rồi kêu mà không làm sao mà biết đó. Gắn hai con ốc ra lại trước đi đó, làm từ từ mà biết. Các bạn vô xem, like chia sẻ comment thầy biết. Bạn nào có nhu cầu sửa bảo mạch liên hệ với thầy, số điện thoại là 0907 716 705, Zalo của thầy là 093 115 7788. Chúng ta học tại 861/61 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hương, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi chỉ dạy trực tiếp, không bán tài liệu, không bán bài bệnh, không bán giáo trình, bán giáo án gì hết đó. Muốn học vô tận nơi học. Ngoài ra không có phương pháp học online, học Zalo, không có hỏi bàn bình gì hết đó. Tại vì ở đây mình không có quen chuyện đó. Học là phải có cơ sở, có nền tảng, có kiến thức, có kiến trúc, chứ không phải là học qua cái bàn bệnh với giao với dẫn. Các bạn phải hiểu vậy. Hàng sao? Hàng dính không? Đừng có nhiều chì quá. Để khi mà chúng ta có sự cố ra lấy ra thì nó sẽ dễ. Đi hàng dính cứ ngắt cục chì là khỏi lấy luôn. Qua quá trình mà hút chì nhả mạch đồ thấy có kinh nghiệm thêm chưa? Làm chưa sao mày gắn vô, trách nhiệm thuộc về mình mà. Rồi gắn cái lóc vô thử rồi, lóc LG, gắn lóc LG cho nó đi. Đúng bộ luôn á. Chắc chắn chứ ha. Rồi sau giờ gian giật lộn rồi đó. Xong gắn lại không? Bây giờ mình sẽ thử lại nha. Rồi thử nha. Hoạt động quá tải như thế nào thầy? Hả? Hoạt động quá tải như thế nào? Từ từ. Rồi chúng ta thử sẽ xem. Bấm giờ chưa? Vấn đề không phải là nhấp nhả đâu, mà vấn đề mà khi mà bạn xài quen bạn sẽ hiểu được cái độ của cái mỏ hàng. Không có nhấp nhả gì đây đâu. Khi bạn xài quen một cái mỏ hàng nào rồi á, thì bạn sẽ hiểu được tánh ý của nó. Đây là quy luật. Có những người ta xài cái mỏ hàng 40W người ta sẽ làm mọi công chuyện được, đúng không? Người ta quen cái mỏ hàng người ta biết nó như thế nào. Còn bây giờ bạn có mỏ hàng mà bạn số quát lớn quá đó, gắm vô trời cháy mạch ra luôn rồi, nó còn chưa ra nữa. Đó là quy luật. Cho nên là làm nhiều á thì chúng ta càng hiểu được nhiều cái vật lý. Đấy. Các bạn biết tại sao một cái thằng thợ rèn kim loại, đúng không, mà nó rèn 10 năm không bằng một cái thằng học trong đại học nó ra nó làm chỉ trong vòng mấy tháng không? Biết tại sao không? Tại trong quá trình nó học đại học người ta sẽ dạy cho nó cái cách, thí dụ sắt mà nung nóng để không khí cứng khác, sắt mà ngươi đang nung nóng ngấm vô nước, nhúng vô nước lấy ra cứng khác, sắt đang nóng nhúng vô dầu lấy ra cứng khác. Trong quá trình nó học người ta dạy nó hết rồi. Còn cái thằng thợ rèn đi học á, thì bắt đầu ra mới thí nghiệm dần. Cho nên cái vấn đề người đi học và người không học nó sẽ khác nhau với vấn đề tiếp nhận liền. Hiểu câu chuyện chưa? Bởi các bạn nói đi học để học không có làm gì, người ta dạy sao bạn biết? Xong chưa? Ban bệnh chính xác không? Và các bạn thấy hồi nãy là cô IC công suất đó là con số suất Vin không? Hay là thầy ông mở ra ông hàng cũng đo thay rồi. Cho tích lượng coi Vin 100% chưa? Hình dung được cái cách mà chúng ta sửa một cái bo mạch chưa? Như vậy giỏi dở. Các bạn đang giỏi hơn thợ sửa bo một bậc rồi đó. thợ siêu bo không có biết đo đạc kiểu này đâu, chỉ có thể thử thôi. Còn chúng ta biết không, chúng ta thay chính xác cái con chúng ta cần, chứ chúng ta không có thể thử đâu nha. Thay thử là báo khách. Thay thử sao bạn báo khách? Bạn báo xong rồi bạn trả viên, thở nào cũng có dấu là nó thì biết cái đó nó thay, hiểu không? Ví dụ như chúng ta để nguyên vậy, chúng ta thử xong rồi chúng ta kiểm tra hết rồi, chúng ta báo nó một lần một giá đó, sửa không được thì về, đúng không? Còn mà bạn thay thử đúng không, nó thấy cái dấu bạn rồi nó không chịu thì về nó thử thái. Cái khác nhau giữa mình và thợ sửa bo là cái chỗ thợ sửa bo phải thay thử, còn mình thử xong báo giá mới thay. Khác nhau chưa? Bởi vậy chúng ta học về là chúng ta làm thầy của mấy thằng thợ sửa bo, chứ không phải là đi sửa bo bình thường đâu à. Nó khác nhau cái đẳng cấp vậy đó. Mọi cái con linh kiện trên cái bo mạch này đều có thể kiểm nghiệm được cả. Được chưa? Ok, chúng ta kết thúc video. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Bye bye.